Cuối cùng cô nàng Buka của chúng ta đã có động thái ngay tối hôm qua khiến dân tình bấn loạn. Chúng ta trước giờ đều biết Buka và Kim Tuấn Kiệt được cư dân mạng đồng lòng đẩy thuyền với chuyện tình chị em tuy mập mờ nhưng rõ ràng dù một mực phủ nhận chỉ coi nhau chị em thân thiết. Mới tối hôm qua, Buka đang sờ story chia sẻ hình ảnh cảm giác thế nào khi nghe một chàng trai nói em thích chị. Ngay lập tức cô liền rép trả lời rằng chị thích đá. Đây có phải là ngầm công khai tình cảm của cô với chàng trai kém tuổi Kim Tuấn Kiệt hay không? Hãy cùng theo chân ống kính hậu trường tìm hiểu rõ hơn nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Sau nhiều lần chối tới chối lui khẳng định hai người không có mối quan hệ yêu đương thì mới đây Buka đã gần như thông báo ngầm cho chúng ta biết rằng cô đang rơi vào lưới tình của một chàng trai kém tuổi hơn mình bằng việc chia sẻ một bài post với nội dung cảm giác thế nào khi nghe một chàng trai nói em thích chị, và câu trả lời của cô chính là rất thích á. Biết rằng trong giới nghệ sĩ có khá nhiều diễn viên nam nhỏ tuổi hơn để ý tới cô. Nhưng xét về độ tương tác cùng thân mật thì Kim Tuấn Kiệt là nam nghệ sĩ được cô ái hơn trong việc thân thiết và quan tâm nhau. Không chỉ dừng ở mức chị em mà cả hai còn thường xuyên lén lút rủ rê đi hẹn hò riêng. Cho nên ngoài Kim Tuấn Kiệt ra thì liệu Buka còn muốn chàng trai nào nói những lời đường mật như vậy nhỉ? Buka và Kim, một trong những cặp đôi được netizen đẩy thuyền nhiệt tình nhất showbiz. Đặc biệt hai chị em tin đồn được netizen lẫn nhiều sau việc nhiệt tình phối hợp đẩy thuyền, dù cả hai đều khéo léo phủ nhận. Thế nhưng netizen vẫn soi ra được hình yêu đương của cặp đôi, thậm chí còn rộ tin cả hai đang chung sống với nhau, như lần livestream gần đây nhất của Kim Tuấn Kiệt. Trong khi anh đang tương tác với fan tại nhà thì đột nhiên một giọng nữ được cho là của Buka vang lên khiến cho cộng đồng mạng không khỏi một phen bấn loạn vì mối quan hệ thân mật của hai người. Trước đó, netizen cũng được dịp xôn xao khi cả hai lộ hình sống chung nhà. Cụ thể, trên Instagram, Buka chia sẻ bức ảnh chụp một góc phòng trong nhà của mình kèm dòng chú thích ngọt ngào. Em thích cái cách anh hay ngắm em ngủ dù em không thấy. Ngay lập tức, dân tình rần rần gọi tên Kim Tuấn Kiệt. Vài ngày sau, Kim Tuấn Kiệt cũng khoe ảnh nhưng dân tình đã nhanh chóng soi ra được tấm thảm trắng và màu tường trong phòng nam ca sĩ giống y bức ảnh của Buka. Các fan lại càng thêm phấn khích liên tiếp đẩy thuyền mong cặp chị em này mau chóng công khai về chung một nhà. Nếu nói những khoảnh khắc tình để bình lộ tình cảm thì ở trong show chương trình Thời Tới Rồi Tuần này, Kim Tuấn Kiệt là người may mắn giành chiến thắng và nhận được phần thưởng giá trị một chiếc iPad. Khi Kim Tuấn Kiệt đang đập hợp trên sân khấu, Buka đã lấy tay lau mồ hôi cho đàn em. Đáng chú ý, trong hậu trường, Buka đã thập thò sau lưng Kim Tuấn Kiệt nhưng bị đàn em phát hiện rằng cô muốn đạo chích phần thưởng. Buka bảo rằng cô chỉ muốn lấy ruột bên trong còn bên ngoài Kim Tuấn Kiệt cứ giữ lại khiến nam ca sĩ thốt lên. Chị lấy gì kỳ vậy? Chị lấy em luôn không? Trước đó, ngay từ phần giới thiệu đầu chương trình, Buka đã nhiệt tình cổ vũ cho Kim Tuấn Kiệt, mặc cho nam ca sĩ giới thiệu bản thân rất nhạt rằng xin kính chào quý vị khán giả đang xem Thời Tới Rồi. Mình là Kim Tuấn Kiệt thì Buka vẫn vỗ tay, khen hay một cách nhiệt tình khiến trường giang than trời, mù quáng. Trong lúc nghỉ giải lao, tim qua đường đã vô tình bắt được khoảnh khắc Kim Tuấn Kiệt đưa tay sửa tóc giúp Buka trong lúc cả hai trò chuyện rôm rã, là cặp đôi được fan nhiệt tình gắn ghép. Những khoảnh khắc dễ thương của hai chị em hẳn sẽ khiến các fan quắn quéo. Hay là trong dạo gần đây Kim Tuấn Kiệt đăng bài ẩn ý thích Thơ. Như các bạn đã biết, Thơ chính là tên thật của Buka. Anh không ngần ngại công khai rằng luôn để Thơ ở trong tim. Sau bao lần thả thính chị Buka thì chàng trai cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đầy ngọt ngào của cô. Buka khẳng định nếu có con trai nhỏ tuổi tỏ tình thì cô sẽ thích lắm. Vậy các bạn có mong một ngày Kim Tuấn Kiệt tỏ tình thế này với Buka không? Đừng quên subscribe kênh ống kính hậu trường để cập nhật thêm nhiều tin tức về bộ đôi này nói riêng và cả thế giới showbiz nói chung nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Năm qua chị không có đi làm nhiều, năm nay em có nuôi chị giùm được không? Trời, chưa Quỳnh Châu ra thì không yêu này nè, lời tỏ tình dính luôn. Nhưng mày có yêu gì của cao